nghệ thuật lấy cảm hứng từ cuộc sống và ngược lại, cuộc sống cũng lấy cảm hứng từ nghệ thuật. Những bộ phim ăn khách luôn là chủ đề nóng được nói nhiều và có ảnh hưởng nhất định tới lối sống, thậm chí là cả cách bài trí thiết kế các công trình. Lấy cảm hứng từ Transformer phần 5, bộ phim về robot đại chiến, nhiều chủ nhân của những ngôi nhà ở thành phố El Alto, Bolivia cũng thiết kế ngôi nhà của họ một cách hiện đại theo chủ đề trong bộ phim khoa học viễn tưởng này. Bộ phim khoa học viễn tưởng Transformers phần 5 đã truyền cảm hứng cho một số kiến trúc sư và nhà thiết kế ở thành phố El Alto ở Bolivia, khiến các ngôi nhà ở thành phố này được khoác lên một diện mạo mới. Anh Santos Churata là một trong những kiến trúc sư rất hâm mộ bộ phim. Anh thiết kế nhiều mặt tiền và nội thất của những tòa nhà bằng các màu sắc đậm, có các góc nhô và nhiều kim loại lấp lánh. Mục tiêu của tôi là phá vỡ những quy tắc bình thường, làm mọi thứ khác đi, trở nên cá tính. Tôi có cơ hội được làm một trong những điều đó. Khi mọi người ngắm kiểu nhà này, họ khuyến khích tôi làm thêm những dự án khác nữa. Tới nay, anh Santos đã thiết kế được 5 ngôi nhà lấy cảm hứng từ các nhân vật trong phim Transformers. Có vẻ như tuổi thơ trong tôi được bộc lộ, vì trong một cơ hội được xây ngôi nhà này, tôi nói về nhân vật Optimus Prime và khách hàng của tôi thậm chí còn cảm tưởng như anh ấy là một phần của bộ phim, nơi anh ấy sẽ quên hết mọi thứ. Bạn sẽ quên rằng bạn đã thiết kế nhiều ngôi nhà giống nhau mang chủ đề này, nhưng nếu nó làm bạn vui thì tại sao không làm chứ? Phòng khiêu vũ ở tầng trệt của tòa nhà 5 tầng này trông như nội thất của một món đồ chơi khổng lồ. Căn phòng rộng lớn và khá lộng lẫy. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với phong cách thiết kế này. Nhiều mặt tiền mà bạn nói tới có một số yếu tố Andes và màu sắc Andes, nhưng chúng lại được làm quá lên, trội hơn cả những đặc điểm nhận diện đó. Những mặt tiền đó được làm cường điệu lên với nhiều yếu tố và khiến cho các đặc trưng vốn có trong kiến trúc của thành phố này bị mất đi. Những ngôi nhà được thiết kế theo phong cách robot đại chiến có thể có giá khá cao, nhưng ông Valerio Condo Yura thì cho rằng cũng đáng bỏ tiền ra xây. Tôi thích vì mọi người tỏ ra thích thú với ngôi nhà của tôi. Ví dụ như khi có một chiếc xe buýt mini từ đại lộ tới và hành khách trên xe nhìn thấy ngôi nhà của tôi, ít hay nhiều thì tôi cũng thích như thế. Ngôi nhà nổi bật và khiến mọi người chú ý. Thành phố El Alto là thành phố cao nhất thế giới, nằm ở độ cao hơn 4.100 mét trên mực nước biển với dân số khoảng 1 triệu người. El Alto cũng là thành phố lớn thứ hai và là một trong những trung tâm phát triển nhanh nhất ở Bolivia.